Người thứ ba thì chính ra mình tức lắm, nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh của cái người thứ ba đó mình lại thương. Khổ quá à. Khổ, ôm con cũng bằng như cỡ con mình. Cô đó mới đi về, đi tới bà nội báo anh bệnh quá rồi, con đưa vô bệnh viện, con không có tiền. Coi như rồi tới khi ông xã chết rồi má tôi rinh về nhà thì cô không quan tâm gì luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Chúng ta luôn có hẹn với nhau vào lúc 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Một tuần trôi qua rồi và dĩ nhiên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón nhận một câu chuyện mới nữa. Và nó không bao giờ giống với rất là nhiều tập đã phát sóng của chương trình Người Thứ Ba. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện đến từ nhân vật của tuần này. Xin mời quý vị khán giả làm quen với khách mời. Xin chào chị. Mình đến với chương trình từ đâu và năm nay thì mình muốn giới thiệu với quý vị khán giả những thông tin gì về mình nè? Tôi đến với chương trình từ quận Gò Vấp. Năm nay tôi 60 tuổi. Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng là tôi cũng có một cái gia đình hạnh phúc. Được 2 năm thì tôi lại thấy là chồng tôi cứ hay muốn lấy tiền ở nhà để đi mừng cái công chuyện gì đó. Thì cái thời gian đó thì tôi cũng không nghi ngờ gì hết, mình cứ vẫn làm. Nhưng mà một lúc nào đó anh ta lại xin một số tiền lớn hơn. Nghĩa là vài chục triệu, lúc đó thì vài chục triệu cũng có thể là mua cái nhà, thế chấp cái nhà gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà tôi cũng không hiểu nữa. Tới hồi mà bỏ công việc của mình rình mò để tìm hiểu thì tôi mới biết được là anh ta coi như là có người thứ ba. Có một cái người thứ ba. Khổ rồi cũng cần nhờ rồi, hình như là thế chấp nhà hay gì đó. Mà khi tôi đến thì là tôi phát hiện ra được người ta cũng có con như tôi vậy đó. Có nghĩa là từng cái chi tiết thì chúng ta sẽ được lắng nghe sau. Nhưng rõ ràng là ngay từ đầu chúng ta sẽ chuẩn bị dọn dẹp tâm thế của mình để tiếp nhận một câu chuyện nữa. Một câu chuyện mà có vẻ như số lượng nó đang áp đảo nhất trong tất cả những cái tập phát sóng của chương trình Người Thứ Ba. Đó là việc mà chúng ta, hôn nhân chúng ta tan vỡ vì sự xuất hiện của một cái nhân vật tên là Người Thứ Ba. Vậy thì bây giờ muốn hôn nhân tan vỡ thì phải có cuộc hôn nhân. Câu hỏi đầu tiên dành cho cô là cô kết hôn năm bao nhiêu tuổi? Kết hôn năm 27 tuổi, chú 29. Hai người cách nhau 2 tuổi. Cái cơ duyên đến với cuộc hôn nhân của mình sao cô? Do quen nhau trong cái công ty mà làm gỗ. À, cũng thuộc dạng là sản xuất kinh tế. Đó. Nhưng mà cũng vẫn hạnh phúc lắm, tới mười mấy năm sau cơ. Tính ra là từ cái lúc mà hai bên mà gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e đó, rồi yêu nhau, rồi đến cái đoạn mà mình quyết định cưới và cái đám cưới diễn ra thì cái thời gian tìm hiểu đó nó bao lâu cô? Dạ, chúng tôi quen nhau nếu mà trong cơ quan đó thì cũng vài năm, nhưng mà khi mà giao lưu mà để nói chuyện, để tỏ tình gì đó với nhau, để ý lẫn nhau thì khoảng hơn một năm. Hơn một năm cộng lại là cũng phải là 3-4 năm. Rồi sau đó chúng tôi cũng đồng ý cưới nhau. Dạ, nói chung là một cuộc hôn nhân cũng rất là chín chắn. Cái sự nồng đượm của cái tình cảm đôi lứa sau đám cưới á cô, thì lúc đó mình cảm thấy là mình chọn đúng người chưa, giai đoạn đầu đó? Mình cảm nhận là mình chọn rất đúng. Nhưng mà khi mà chúng tôi ở với nhau là cả 10 năm trời mà. Trong 10 năm đó, những cái điều rất là hạnh phúc, những cái điều mà cô đã dành cho chú, rồi chú đã dành cho cô và gia đình của mình đó, thì nó có những cái gì nó dễ thương mà đến giờ này mà dù cho giông gió cuộc đời ập tới rồi mà mình vẫn không có quên được. Đi công tác đâu phải gì đó là về làm như là nhớ vợ dữ lắm đó. Con đồ rất là quan tâm. Tiền bạc thì nó đúng ra nó cũng vừa bờ thôi. Nhưng mà tôi ở nhà tôi cũng phải làm. Thì rồi rất là tin tưởng ông ta. Thì một hôm đó thì nghe nói ta đồn cái gì? Coi chừng nó có bồ á mày, nó có vợ rồi, vợ nhỏ đó. Nói má đâu có tin. Mày dẫn ta đi thì dẫn tới thì chính ra mình tức lắm. Nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh của cái người thứ ba đó mình lại thương. Khổ quá à. Khổ, ôm con cũng bằng như cỡ con mình. Là thì cái cô kia mới cô có ôm là bằng với cái đứa nhỏ ở bằng nhà đứa mình. Nhỏ nhà mình. Đó. Wow. Em sống với chồng chị là được bao lâu? Nó nói là 4-5 năm rồi. Qua cái năm tôi sanh đứa bé thứ hai là 10 năm sau mới sanh. Thì đứa bé thứ hai được 2 tuổi thì tôi thấy là trong cái thời gian đó thì tôi thấy anh ta hay về lấy tiền để mừng ăn cái này mừng ăn cái nghĩa kia. Nghĩa là mười mấy năm rồi đó. Rồi rồi khi mà hỏi lại thì bị thua. Bị kẹt, bị này lỗ kia. Đại khái thì nó là nhiều lý do lắm. Vậy thì con hỏi cô là trước cái khoảng thời gian 12 năm đó đó thì cũng có những cái lần mà chú lấy tiền ở nhà để chú nói là chú đi làm ăn đồ không? Không, thường là đưa về còn lấy đi thì chứ không lấy thôi. Đi lấy đi thì chừng
như là vừa phải để xài, để tiêu, để cái gì thôi. Cũng này nó có cái xu lớn hơn, như là nói như là hùng hạp mà góp với người này hay là với người kia thành gì. Thành ra lúc đó mình thấy nó bất thường. Nó nhiều lý do. Nhưng cô có xác nhận là chú có đi hùng hạp thiệt không? Không, mà tôi vẫn tin từ gì đó giờ, nói đâu có sai đâu, không nghĩa tin. Nghĩa là không có đi xác nhận, tin thôi. Tin. Tin rồi thấy sao mà nó bị rút rút, mình cũng cuốn hút với công việc làm của mình, buôn bán thêm đồ nữa. Thì lúc đó là đã nghỉ làm rồi. Dạ. Coi như là tới cái đứa con thứ hai là đã nghỉ được mấy năm rồi. Coi như mình phải buôn bán thêm đồ nữa. Từ khi mà chuyển đổi qua cái việc không đi làm thì không biết anh chàng ta như thế nào ở cái trong cái công việc. Dạ. Nhưng mà về nói bàn tán thì cũng được. Lúc đầu thì cũng có đưa tiền về hơn cái số vốn lấy ra. Ừ. Nhưng mà rồi tới lúc sau cái tự một cái lúc đó là coi như là con tôi cũng được gần 2 năm á. Dạ. Thì cái đứa Út á, đứa bé gái Út á, thì hỏi mượn một số tiền lớn để làm cái công chuyện này. Trời ơi, nó vô dữ lắm em này kia. Thì nghe cũng hợp lỗ tai lắm. Là về nói với cô vậy. À, rồi tôi đưa khoảng mấy chục triệu rồi chứ không có nhiều. Tại vì thời đó mấy chục triệu nó cũng quý chứ không phải là đồ bỏ đâu. Mấy chục triệu thời đó là nó nhiều. Năm 1998 đó là nó... Là nó nhiều lắm cô. Trời ơi, năm 98 mà mấy chục triệu là cả một gia tài. Thì có thể là về là thế chấp nhà hay là mua nhà gì đó. Thì sau khi mà tôi thấy những cái việc gì mà nó vút mắt mà tự nhiên linh tính tôi. Lúc đó là tôi thấy tôi có vẻ như trong những cái gì nằm ấm ở nhà nó giảm bớt đi đó. Nhưng mà thấy mình thấy chắc vợ chồng cũ rồi nó cũng giảm. Yeah. Mình nghĩ là như vậy, nó cũng bình thường. Với lại mình cũng mệt mỏi cho vấn đề mà buôn bán đồ nhiều quá đó. Yeah. Thì một hôm đó thì nghe nói đùng đồn lên cơ quan ngóng á, mà cũng không có dám thực tế vô cơ quan đùm ben gì hết trơn á. Người ta đồn cái gì? Người ta đồn được mà tới tai cô là cô nghe được cái ê, gì? Ê, coi chừng nó có bồ á mày, nó có vợ rồi, vợ nhỏ đó. À. Không biết, coi như giấu kỹ mà không biết. Cái xong cái mới đi nghiên cứu cái bữa đó là hỏi rồi dữ lắm rồi, cái đi với má. Má chồng? Với má chồng. Phản ứng của bà nội khi nghe con dâu nói về sự nghi ngờ đó là bà gì? Bà nội nói là nó không có đâu, bữa nào có mày dẫn tao đi rồi nữa. Thì khi mà phát hiện được cụ thể rồi thì dẫn bà nội đi, đưa bà mẹ tới nơi. Thì coi như là ở đó là một cái ngôi nhà nhỏ bên cạnh cái sông, cũng ẩm thấp. Cô truy sao mà ra được tới cái ngôi nhà nhỏ đó cô? Thì truy từ những cái người bạn làm rồi hỏi thăm rồi hỏi người ta hỏi, có sẵn hỏi. Sàng nói cho mình nghe không hay người không, ta người cũng ta giấu? Nói bí mí nhưng mà rồi từ từ người ta nói, rồi truy ra được tới một cái bờ sông. Dạ, yeah, nói má đâu có tin mày dẫn ta đi. Thì dẫn tới thì chính ra mình tức lắm, nhưng mà mình thấy cái hoàn cảnh của cái người thứ ba đó mình lại thương. Khổ quá hả? Khổ, ôm con cũng bằng như cỡ con mình, bằng với cái đứa nhỏ ở nhà đứa mình, nhỏ nhà mình. Đó. Wow. Đâm ra thấy thương. Họ gặp và yêu nhau sau những sai lầm của tuổi trẻ. Quá khứ của mình là một người từng nghiện. Có những lúc hết tiền đó thì mình cũng phải lường gạt bạn bè, làm toàn những chuyện mà trái lương tâm với mình thôi. Chị đọc được cái bài viết của anh ấy, và nó làm cho chị có sự hiếu kỳ, và thế là chị kết bạn với anh. Cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Cháu nó tự ghi xí lý lịch, nó về đưa em ký và em đưa cho anh này đọc. Anh này ảnh chỉ biết khóc, anh nói tại sao con không ghi tên ba con, tại sao con ghi tên ba. Con trẻ mình đến bằng cái tình cảm thật sự á, thì chắc chắn là cháu nó sẽ đón nhận. Thuận vợ thuận chồng với chủ đề chấp nhận được phát sóng 10 giờ sáng thứ ba hàng tuần trên kênh Chat TV Show. Bây giờ cái kịch bản đi đánh ghen của một cái người vợ lớn mà tới cái tự nhiên thấy tội nghiệp cái người vợ nhỏ nó diễn ra làm sao nè? Thứ nhất là từ nhà cô mà tới được cái ngôi nhà ẩm thấp đó nó xa không? Nó cũng hơi xa ở mấy Gò Dưa á. Là tính ra là hồi xưa đi vậy là cũng xa, giờ thì thuận lợi hơn giao thông. Hơi xa. Thế thì khi mà mình tới, mình giáp mặt với người ta, thì cô còn nhớ cái phản ứng của cái cô đó khi mà thấy cô với bà nội xuất hiện là cái gì không? Cô đó cũng hết hồn. Hết hồn mà thấy thương lắm. Hết hồn thật sự luôn. Rồi lúc đó cô nhớ cô nói gì với người ta không? Lúc đó nói với má chứ, thôi má ơi, nếu vậy là chắc ảnh không có thương con nữa rồi. Rồi cái bây giờ ấy là em sống với chồng chị là được bao lâu? Nó nói là 4-5 năm rồi. Nhưng mà đứa nhỏ thì nó còn nhỏ, nó cũng cỡ con mình thôi. Mới bà già cũng tức lắm. Rồi cái thằng Kiệt này sao mà nói như vậy? Nói về nó biết tay má. Rồi cái về cái xử bà già hỏi con tính làm sao? Để con thảo luận với ảnh. Bà nội khi gặp cái cô kia
và thấy được một cái đứa bé, muốn hay không thì nó cũng là cháu nội của mình đó, bà nội cũng. Thì phản ứng của bà sao cô? Phản ứng của bà cũng bình thường thôi, nhưng mà như là thấy chính cái con vợ, nghĩa là con dâu của mình, nó cũng nhẹ lòng nữa, nó không có làm dữ nữa, nên bà nội hết cái hùng hổ ban đầu. Con không biết bây giờ cô đang khóc là vì cái gì, nhưng con tin là cô thương cái cô kia thiệt. Cũng khổ chứ cũng không có sướng gì. Tại vì ông xã mình thì làm cũng không phải là người tiền dư giả quá nhiều, nhưng mà nó cũng đủ như vậy thôi. Nhưng mà ông cũng tình cảm với gia đình thì cũng có. Tới khi mà về mà bà già với lại cô đó mà tra hỏi á, thì là ông nói là cũng quen lâu rồi, cũng tội nghiệp người đó. Cái nguyên nhân hai người quen nhau là như thế nào cô? Cô đó bán hàng rong. Dạ yeah. Rồi chú thì đi làm, cái chú gặp người ta. Gặp rồi cái không biết làm sao mà dỗ nhau, nó nói rồi thấy cũng tội nghiệp, thương cái đó, thương cái người đó. Nên là ấy, mà tôi nhìn người đó tôi cũng thương. Rồi cái... Cô thương vì nhìn cô đó quá hiền, quá khổ. Mà sợt nữa. Mà sợ mình nữa. Sợt. Thấy nói là má với lại vợ lại là sợ, rất là sợt. Vậy thì cổ có biết là chú có vợ rồi không? Có khi là cũng nghe người ta nói biết đó, mà vẫn chịu để chịu đấm ăn xôi đó, tự ở tỉnh lên mà. Thành ra cũng chịu đó, cũng len lỏi như vậy đó. Chú nói với cô như thế nào về cái người phụ nữ đó? Nói với bà nội chứ tội nghiệp nó ở quê lên, rồi nó bị người ta gạt, rồi lừa nó này kia, nó cũng có một đứa con rồi đó, nhưng mà lên rồi thấy nó tội nghiệp quá rồi nó... Chắc nó cũng biết chiều chuộng đó, nhưng mà không, ổng không có nói chuyện đó. Rồi con cũng lỡ ở với nó, giờ có con rồi. Rồi má thông cảm. Mà nội nói là sao mà vợ, bây giờ mày hỏi vợ mày, có vợ mày chấp nhận không? Thôi bây giờ thì nếu mà anh không thương em á thì thôi mình em rút quân. Công nhận nó cũng lúc đó sẽ cũng kiên trung lắm. Cứng đầu, cứng cổ gì đâu. Tức. Tức mà vậy đó. Anh ở luôn đi. Anh không phải về, anh không phải giả bộ gì hết, cho nó vất vả anh. Tự nhiên nghe thì em không nghĩ anh là như vậy, đánh giá anh cao lắm. Thì ông xã cũng ngồi buồn buồn kiểu ủ rũ vậy thôi, thì thấy thảm hại vậy thôi. Chứ mà ông này đâu bao giờ lớn tiếng đánh vợ hay gì đâu. Đó. Có nghĩa là phản ứng của chú là một cái phản ứng rất là phủ phục, chấp nhận tội cũng lỗi buồn, của mình. Buồn cũng vậy thôi, không từ chối, không chối gì hết. Nói rồi cũng rõ làm ràng. Thinh. Đó, nói rồi cũng làm thinh. Vậy thì lúc đó chú có đưa ra một cái nguyện vọng nào của chú không, là dĩ nhiên là cô chịu hay không là phần của cô, nhưng mà về phía chú thì chú có một cái đề nghị nào không? Đề nghị là chấp nhận đi. Chứ không nói rằng là sẽ bỏ em thương bên anh, kia. Em chấp nhận. Bên này còn tức hơn nữa, cái đó nó làm cho mình ức trong lòng dữ lắm. Kiểu không như tự nhiên đường cái anh được cả hai người, đâu có dễ dữ chịu. Vậy. Mà bây giờ người bên kia thì người ta khổ, mình thấy hoàn cảnh nó khổ, cũng cần chăm sóc lắm á. Vậy rồi sau đó cô không chịu. Và cô đề nghị chú là thôi đừng về nữa. Đề nghị là thôi. Rồi cũng kéo dài, cũng thỉnh thoảng cũng về. Nhưng mà lúc đó giận rồi, không có cho dính dáng gì hết trơn. Dạ. Thiệt. Rồi cái kéo dài khoảng chừng ráng lắm 2 năm sau. 2 năm. Trong 2 năm đó thì những lần chú vắng nhà hoặc là chú đi thường xuyên, rồi thì cái quan hệ giữa cô với chú là nó đã bắt đầu rời rạc ra rồi. Lúc đó theo tôi nghĩ là ổng rất là thương cái con nhỏ kia. Thì bạn nhỏ ở nhà, bạn 10 tuổi với bạn 10, thì phản ứng của các con về chuyện này các con có biết không? Nó vô tư thấy mộ, nó thấy cũng như nó nghe nói cũng như không. Ức lúc đó là không cần người đàn ông này nữa. Đó, ức như vậy, ức dữ lắm nhưng mà không hung dữ được. Tôi nghĩ theo hoàn cảnh không hung dữ với nhiều người, người ta dữ dữ lắm chứ. Mà sao không hung dữ được? Con nghĩ chắc cô cũng khó mà hung dữ. Nhưng mà con muốn hỏi là trong 2 năm đó mình hờn là mình hờn thiệt, mình ức là mình ức thiệt, mình tội nghiệp với cô bên kia là cũng thiệt. Nhưng mà cái sự lằng nhằng kéo dài 2 năm đó, nó có vì một cái tâm tư là cô cũng mong chờ một cái giải quyết êm đẹp mà người đàn ông kia ông quay về với gia đình với mình không? Nói đúng ra thì nhắm kỹ rồi, suy nghĩ kỹ rồi, cũng mong là nó có sự thay đổi nào đó. Nhưng mà không dám mở miệng ra là con để tôi nuôi nữa, không dám bắt con người ta. Tự vì mình cũng không có khả năng, cũng không nuôi nổi. Thành ra mình cũng cứ lặng cho nó trôi, ráng cố gắng chịu đựng. Đến một lúc nào đó thì ổng cũng không có gây, nhưng mà ổng không về nữa vậy đó, cái dạng như thăm má vậy đó. Rồi mình cũng chịu không nổi, mình phải ra ở riêng, và mình nói thôi bây giờ tụi con ly hôn đi. Lúc đó là tính ra cô bao nhiêu tuổi?
Cô mới có ba mấy, 40 à? 40. Dạ. Đó. Cái về rồi cái cũng buộc. Thôi bây giờ tôi không có thích dính dáng nữa, chia tay. Là tới năm 2002 thì ông xã tôi bị bệnh. Cô đó mới đi về, đi tới bà nội báo là anh Kiệt này đó, anh bệnh quá rồi, con đưa vô bệnh viện, con không có tiền. Đàn ông mà cứ nhìn mình mà khóc là mình cũng khóc rồi đó, mình chịu không nổi. Là tới năm 2002 thì ông xã tôi bị bệnh. Cái cô đó ít không có về nhà chồng tôi ở chỗ đó thôi. Cái cô đó mới đi về, đi tới bà nội báo anh bệnh quá rồi, con đưa vô bệnh viện, con không có tiền. Thế là má tôi với tôi phải kéo nhau đi rồi lo rồi chăm rồi bệnh đó, rồi bệnh nặng quá, bệnh đến nỗi mà sơ gan, đến nỗi mà người ta nói là không còn cái đường nào trị nữa gì đó. Thì tới lúc đó thì cô cũng không nói gì luôn, coi như rồi tới khi ông xã chết rồi má tôi rinh về nhà thì cô không quan tâm gì luôn. Tính ra là chú với cái cô người thứ ba đó ở với nhau bao nhiêu lâu? Ở nhau nếu mà nói là ở trước là ở kiểu bồ bịch là 4 năm nè. Với lại lấy là 4 năm rồi thêm mấy năm, năm tới bệnh nữa nè. Bây giờ 4 năm là trước khi cô biết, đến khi cô biết và cô với chú rời nhau ra là 2 năm nữa là 6 năm. Đúng rồi, sau đó là bao nhiêu năm nữa? 2 năm nữa. 2 năm là nữa. Con tôi nó vô lớp 1 bắt dạ. đầu qua lớp 2 thì là cô về bệnh. Cô báo là anh bệnh. Vậy thì trong thời gian mà họ ở chung như vậy thì cái làm ăn kinh tế của hai người á nó có cải thiện được gì không? Hai người đó tôi chẳng để ý gì tới hết á. Má tôi cũng không để ý gì. Má nó kệ cha nó. Nó đi rồi nó cũng về, nó năn nỉ mày, nhưng mà rồi tới giờ cháu nó cũng ly dị đó. Cũng chia tay không chịu nổi. Và đến cái ngày người ta về thì người ta về bằng một cái thân thể mà chỉ có tạm biệt nhau rồi đi luôn. Thì báo tin lên vậy đó, là rồi đó là nằm ở trong chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện nhân dân gia đình. Dạ. Thì má với lại vợ canh me, con cũng còn đi học, con thằng nhỏ thì nó cũng qua cấp 3 rồi. Dạ. Đứa nhỏ thì bắt đầu vô lớp 1 rồi. Dạ. Coi như là mẹ cũng chăm thêm được mấy năm á. Nhưng mà rồi cũng là mình chứ không phải là cái cô người thứ ba kia. Cô đó không thăm không tới gì hết. Mất tích luôn. Mà bà già cũng không cần biết qua nhà. Vậy thì trong cái lúc mà chú bệnh ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, rồi cô tới lui cô chăm như vậy, cô với chú có cái cuộc nói chuyện nào không? Cứ mỗi lần ông nhìn là ông khóc. Khóc thôi. Rồi tôi cũng khóc. Lúc đó điều gì khiến cô cảm thấy mình không bỏ được? Mặc dù là về mặt pháp lý á, là mình xong rồi chứ. Mình đã xong rồi đó. Không, tự mình nghĩ cái nghĩa cái tình á. Cô có nghĩ cô thiệt thòi không? Chắc cũng thiệt. Nhưng mà mình có ấm ức với cái sự thiệt thòi đó của mình không? Thấy cũng những cái hoàn cảnh với nhau nó không phải là thuộc dạng giàu có lắm. Thành ra ở với má thì cũng phải lo cho má. Khi mà ổng qua đời rồi á thì má có cần đi đâu, mày chở tao đi ra chợ lớn là mày bà chở nội tao đi đó ha. Bà nội đó thì vẫn kêu, còn khoe với mọi người là dâu, còn mấy người, còn cái người kia là bà không cần biết tới, không cần biết cháu con, không cần biết tới, thì không thừa nhận. Mà cũng không chê, không nói gì con mình, mà chửi nhiều, chửi sơ sơ là nó nghe rồi. Mà ông xã tôi được một cái là nói là làm thinh à, mới là khổ á. Chú làm thinh cho đến khi chú ra đi. Nói cô làm có thinh, chờ còn đợi. Có nói lợi gì đi nữa thì cũng nói nhẹ nhẹ vậy thôi mà tôi. Bởi vậy tôi nghĩ là thu hút người khác chứ có giàu có gì bao nhiêu đâu. Im lặng cũng là một dạng thu hút. Cô có chờ đợi những cái năm tháng sau này á, có khi nào cô ấm ức ở trong lòng cô nghĩ là phải chi ông nói với mình một cái tiếng xin lỗi, hoặc là một cái câu trắng đen, hoặc là một cái chuyện rõ ràng là vì sao ông phụ bạc mình trong suốt mười mấy năm sống chung vậy, rồi bắt đầu ông có thêm người khác. Có bao giờ cô chờ đợi một cái sự thú nhận không từ chú không? Thì tôi nghĩ rằng giá như mà nói được một cái gì đó thì cũng được, cứ hành động kiểu đó mình ấm ức lắm. Tự nhiên cứ không nói mình không biết là mình khuyết điểm gì hay là sao. Rồi bà nội thì nói nó cũng lỡ rồi hả, nãy kia cái kiểu bà nội thì nói là mình cũng nên chấp nhận hay nên cái gì đó đi đó. Nhưng mà mình thấy nó cũng, mình cũng quá thiệt thòi rồi, mình ở với nhà nội thì mình cũng phải làm chứ đâu phải mình ở không đâu. Mà ba nó không biết gì sao, có nhiều người thì bên ngoài người ta đồn nhiều cái ác lắm, bỏ bùa mê rồi dân tỉnh thì lên rồi có bùa có phép, tôi không tin điều đó. Nhưng mà chắc cũng có cái gì đó để cho anh này anh được thu hút. Anh quên vợ con đi đó. Chứ mà vợ con nếu mà tính ra về nhan sắc thì cũng không có kém gì cô đó đâu.
Tuy cô đó trẻ hơn, cô đó có hai mấy ba mươi thôi, nhưng mà cô đó đã có dàn dở, gái quê có chồng sớm, con bỏ bà ngoại được. Rồi tới cái khúc sau này thì thấy cái hoàn cảnh đó, thì khi mà ảnh mà nhìn lại, ảnh nhìn là ảnh khóc, cứ mỗi thăm là nhìn khóc, nói cũng được nhưng mà không có thèm nói cái gì hết. Không thèm nói như cái hồi lúc mà mới quen nhau hồi trẻ rồi tán tỉnh rồi nói này nó kia đâu, nói ngọt lỗ tai, giờ không thèm nói. Bỗng dưng cưới nhau về rồi sau này cái không thèm nói nữa. Không, khi mà sống với nhau thì cũng có nói chuyện, nhưng mà khi mà đã có rồi, đã thấy cái lỗi mình rồi lại không nói, cứ làm thinh thôi. Cô có nghĩ là chú không có can đảm để nói không? Có thể ân hận quá không nói nổi. Đàn ông mà cứ nhìn mình mà khóc là mình cũng khóc rồi đó, mình chịu không nổi. Cô có gợi chuyện để chú nói không? Cũng đôi khi cũng có gợi, đôi khi cũng nói vài câu hóc chọc chọc tức đó. Gợi với nói hóc là nó khác nhau mà. Đó, thì gợi nói là đó, rồi đi năm non 10 núi rồi cũng về đó, chứ đi đâu, về nó bỏ đó, nói sốc. Rồi ông cũng khóc, hay càng nói thì càng mệt thêm. Rồi ông giả bộ ngủ. Vậy cuối cùng là cái khoảng thời gian cuối là cô chăm chú khoảng bao lâu thì chú đi? 20 ngày vô bệnh viện, 3 ngày về nhà. Là gần 1 tháng. Và vô lần nữa là chết luôn. Và mình là cái người kề cận cuối đời lo hậu sự, mọi thứ vẫn quay về tay mình. Thì ở nhà thì mình cũng cơm nước rồi lau rồi mình là mình mẩy rồi đó. Trong cái lúc mà chăm chú những ngày cuối đời như vậy đó, là coi như là mình phải lo hết tất tật mọi thứ. Cũng, có khi nào cũng cô ức lòng lắm. Cô ức, cô dằn hắt, cầm tay lao người mà cầm mạnh hơn rồi chà sát cho đã cái nương. Không có, lúc đó nhìn thấy tội quá cũng không làm được nữa. Lúc đó có ai ở bên ngoài, chị em, bạn gì hoặc là những người quen của mình ấy, sao mà khổ vậy, thôi bỏ ông đi, có không? Không thì có nhiều người sao mà vậy, nhưng mà có người người ta cũng khen cái tình nghĩa cuối đời vậy đó thôi. Chứ còn mình ức lắm, lúc mà mình tức đến bây giờ lắm. Vẫn còn ức đúng không cô? Ngủ vẫn không được nha, nhưng mà không nói. Có những đêm không ngủ được nhưng mà lại không nói, mà không trách bà má chồng luôn nữa. Không trách. Thì tới hồi mà mất rồi, tới bây giờ tôi vẫn chưa lập gia đình. Sao vậy cô? Thứ gì thấy đàn ông giờ sao nó cũng sao, mình nhìn vô nó thấy nó thấy cái màu nó đỏ 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 đỏ, nhưng mà đằng sau nó đang thui không biết được đó, cũng ngại. Mất niềm tin rồi. Mất niềm tin, chứ nếu mà có niềm tin là cũng ưng được chứ bộ. Dạ. Hồi cũng còn son mà. Bây giờ con cũng thấy cô cũng đường nét rõ ràng lắm. Nói chung là con vẫn tin là rời khỏi cuộc hôn nhân đó, ở cái thời điểm đó chắc chắn là cô cũng phải có những cái mối quan hệ khác. Vậy thì con muốn hỏi cô là câu chuyện thì nó cũng đã là quá khứ rồi. Ly hôn thì cũng ly hôn xong. Nghĩa tận thì cũng xong. Vậy thì khi mà mình đã đi qua hết những cái chuyện quan trọng như vậy á, bây giờ đi, hoặc là trong những cái năm tháng sau này, khi mà cô nghĩ là cái chuyện hôn nhân của mình á, có bao giờ cô ngồi cô nghĩ lại cô nói phải chi hồi đó nó còn vậy? Không, mình nghĩ lại là nếu mình hung dữ chút xíu, bước đầu mình khó tính chút á, thì chồng mình không có ở với người ta được vậy đâu. Có nghĩa là mình quay ra mình tự trách mình. Mình tự trách mình, mình tin quá. Mình đã quá tin tưởng. Tin tưởng. Tin tưởng. Nhưng mà cô nghĩ, mà tới hồi nghĩ ra thì nó ngớ ngẩn rồi, nó đã. Trong hôn nhân á, mình cũng cần dành cho nhau niềm tin mà. Vậy thì với một cái người từng trải và bị chết vì chính cái niềm tin của mình như vậy á, thì cái điều mà cô nhận ra mà cô khuyên mọi người là cái ranh giới nào, tin nhưng mà tin tới cái ranh giới nào thôi. Nếu mà là như là gặp trường hợp như tôi đó, thì mọi người cũng phải nên cảnh giác đàn ông. Tại vì tôi thấy là đối xử với gia đình là rất là tốt. Tốt đến nỗi mà tôi cảm nhận là cái gì tôi cũng tin hết á. Tôi chưa thấy cái điều gì mà từ ngày quen nhau, những lời hứa, những cái trân trọng tôi thì tôi thấy là rất rất là tốt. Nên tôi không nghĩ được những cái điều gì khác, nhưng mà với chị em về sau á, nếu trường hợp mà có thấy cái gì đó chút đỉnh đó, thì nên suy nghĩ lại. Chứ để khi mà xảy ra rồi đó, thì những đêm trăn trở không ngủ được đó, thì nó cũng thấy khổ sở đó. Một cái hành trình chuyện thì nó cũng đã rồi. Tới thời điểm này thì người cũng đã người mất người còn, cũng không có giải quyết được gì. Nhưng mà con vẫn thấy là cô rất là quẫn ức. Khi mà cô kể lại câu chuyện của mình, cô vẫn rất là quẫn ức. Nhưng mà cô biết không, cái quẫn ức của cô bây giờ chỉ có tự mình thông suốt thôi. Tại cái người mà muốn giải quyết cái quẩn ức đó cho cô á, người ta đi rồi, người ta chết rồi. Bởi vậy mấy đứa con mà nhắc rồi ba chết rồi mẹ nói gì nữa. Chết rồi là cái giá phải trả đó. Đúng rồi, con nói nghĩ vậy đó cũng là cái cách để mình tự trấn an. Lúc đi. Đó mà ổng buồn là ổng sẽ suy nghĩ là nó có sự hất hủi đâu đó. Khi bệnh viện lên tới bệnh viện là chắc ổng cũng đã nằm trước rồi, mà tự nhiên mình không có quan tâm tới. Ổng đâu, ổng rất ít về nhà, không thèm về nhà mà. Đó,
đi ngang ngãi á. Cho nên là cái sự quẩn ức của cô nó quá nhiều. Nhưng mà cái người như con nói, cái người trả lời cho cô bây giờ người ta không có trả lời được nữa. Thôi thì mình tự giải tỏa đi. Sự duyên nợ mình buộc phải gắn tới người này đó. Nợ nần thì cũng phải trả nhau tới đó. Rồi thôi, rồi cũng xong hết rồi. Tại vì khi cô vẫn còn ôm cái điều đó trong lòng á, tâm cô không an, ngủ không ngon, ăn không được, sống không vui. Không, bây giờ thì cũng sống vui rồi mà nhiều khi nhớ lại ức. Nước mắt lăn dài nãy giờ, hỏi sao không ức được. Thôi con cũng hy vọng là chương trình cũng như là một cái tình huống để cô kể hết câu chuyện ra. Sẽ có nhiều người nghe câu chuyện của cô ngày hôm nay lắm. Thì thôi, đó cũng như là một cái cách để mình xả bớt cái uẩn khúc trong lòng mình, cái ức, cái ấm ức trong lòng mình, để rồi mình quay về với hiện thực đi cô. Thế thì cái thông điệp cuối cùng sau khi mình chia sẻ hết cái hành trình của mình rồi, mà cô rất là mong muốn được gửi gắm đến quý vị khán giả từ cái câu chuyện của mình là thông điệp gì thưa cô? Khi mà mình có được một mái ấm mà mình cảm nhận thấy là rất là hạnh phúc nhất trên đời rồi, thì đừng nghĩ hạnh phúc. Đôi khi mình cũng cảnh giác xung quanh ta có nhiều cái kẻ xấu rình rập. Nhiều khi là không phải gọi là phá hoại, nhưng mà vô tình á, đưa đẩy tới thì người ta cũng hưởng. Mà mình tin tưởng quá thì không nên. Thành ra chị em cũng phải từ từ mà lưu ý. Chứ như tôi nhìn thấy hoàn cảnh khổ của người kia là tôi không thể nào mà ra tay được cái gì hết trơn. Cảnh giác vẫn tốt nhất đúng không cô? Gạch cảnh giác từ đầu. Vậy thì bây giờ chuyện thì cũng xong, chú thì cũng mất rồi. Vậy thì khi giờ kể chuyện của mình xong rồi, cô có muốn bật đèn không? Thôi, thấy nước mắt không à. Thấy nước mắt không hả? Nghĩ cũng sợ người ta biết rồi, cũng những cái hoàn cảnh cũng ngại. Nói sao mà con này chồng, phải không? Nói sao con này nó ngu dữ vậy, sao thôi cũng được. Ngại đó. Thực ra chúng ta cũng cần được sống bình an. Mình kể câu chuyện của mình được rồi. Nhiều khi người ta biết quá nhiều thì mình lại phải đối diện với dư luận sau đó. Nó cũng mất đi cái sự an lành của cuộc đời, cũng không cần thiết. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chia sẻ câu chuyện của mình. Con thì con nghĩ rằng là con hy vọng rằng cái thông điệp ngày hôm nay nó được bao nhiêu người đón nhận tính sau. Nhưng con hy vọng là cái việc cô kể câu chuyện của cô ngày hôm nay nó giúp cho cô đỡ ấm ức. Quý vị khán giả thân mến, một câu chuyện nghe có vẻ như là nó ngắn gọn lắm, nhưng mà để có thể đi qua câu chuyện này là cả một đời người. Cả một đời người với cái việc dằn vặt về cái sự bị phản bội, với cái sự dây dứt. Nhưng mà cũng cay đắng là vì mình cũng không thể làm gì tình địch. Rồi với cả cái chuyện là vượt lên tất cả những cái sự thiệt thòi của mình để giữ được cái đạo lý ở đời, nghĩa tử là nghĩa tận. Nó là những cái câu chuyện rất là lớn. Mặc dù qua lời kể của khách mời chúng ta thì câu chuyện nó nhẹ hều à. Nhưng mà từ câu chuyện này thì tự nhiên cái mình nhớ tới cái câu mà ông bà hay nói, mưa lúc nào mát mặt lúc đó. Thì thôi, hạnh phúc được lúc nào thì biết lúc đó, nhưng cũng đừng quá chủ quan. Giống như lời cô nói, để rồi cho rằng mình không cần vun bồi nữa. Bởi vì mỗi ngày trôi qua thì chúng ta đều phải làm một cái gì đó cho những cái mối quan hệ của mình. Phải tưới tắm cho nó, giống như trồng cây vậy thôi. Giờ trồng cây cũng phải tưới, cũng phải bón phân. Thì thực ra một mối quan hệ nó cũng cần như vậy. Từ quan hệ vợ chồng cho đến con cái. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Những chia sẻ mọi người hãy cứ thoải mái ghi lại ở phần bình luận. Ekip thực hiện chương trình luôn luôn thiện chí lắng nghe. Và dĩ nhiên là chúng tôi cũng rất mong những bình luận mà ở đó ủng hộ tinh thần làm việc của ekip, để chúng tôi cảm thấy là mình đang được đón nhận và mình cũng được lao động trong một trạng thái vui vẻ nữa. Cảm ơn mọi người và nhớ đừng quên khung giờ của tuần sau vẫn là khung giờ quen thuộc 20 giờ tối thứ ba. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.